nhỏ thôi chứ không có lớn thôi. Cái này lấy đủ lấy, nó không có bắt phải lớn nhỏ thì thôi lấy luôn. Mấy con này ở mấy tiểu bang khác là đủ lấy hết á, nhưng mà ở tiểu bang này á không có kích thước gì hết, muốn lấy bao nhiêu con nó cũng được hết. Nhưng mà con này là đủ lấy luôn rồi, nếu mà tiểu bang khác cũng đủ lấy rồi. Hy vọng nó ăn được, quay phim được. Trời mây che nè, mây che mặt trời nè, nó hay ăn lắm. Cái mồi này, cái hồ trước kia mình câu cái hồ, cái mồi này này nó cũng ăn. Cái hồ này, mồi này nó cũng ăn. Nó ăn cái mồi này thì đỡ khổ. Hy vọng là chiều cái vô chúng cái bầy cá nó bự. Bầy này nhỏ thôi chứ không có lớn, bầy này cá nhỏ thôi, nó mới đẻ xong rồi nó chạy yếu. Ngồi đó nó không ăn, ăn kiểu khác, đổi qua đổi lại. Câu kia nó khỏi, nó ăn rồi, nó không ăn nữa, mấy con ăn nữa, câu mồi khác này, cái nó giờ nó ăn.
đồ nãy giờ cứ đi làm Trung Quốc không à. Xài hai cái với gỡ gỡ cái gãy mất, gỡ cẩn thận là gãy lưỡi luôn. Câu ví dụ như gặp mấy người Việt Nam nguyên cái hồ thênh thang vậy, cá ăn cá là nói là chỉ cái chỗ cá đây mới ăn thôi, ai cũng lại sát bên cạnh hết, khi cái hồ thênh thang luôn, cá nó đi mà nó đi qua không bầy khác nó tới. Mang nó bén lắm, không cẩn thận đâm rách tay, tay về câu cá về là tay nát hết. Dính đớp lần thứ hai mới dính luôn, cái nãy đớp hụt rồi xong rồi đớp hụt cái nữa không chạy theo đớp nữa dính. Mấy anh này chạy dữ à. Chuyện câu mấy cành nhỏ vậy nè hả, kéo mấy con này đã lắm nè, câu nó dẻo không có gãy được. Mấy cành câu ha, anh này cũng đớp hụt chứ đâu có dính đâu. Đớp đớp hụt dính ngang mấy má nè. Đi táp nhanh quá đó. Đớp cái hụt cái chúng nó móc ngang anh luôn. Câu gì mới vui bà con phải không? Câu cá gì mới đã nè. Ăn thì bao nhiêu đâu, câu cho nó vui vậy. Về cho mấy cụ. Mấy cụ già không đi câu được đó. Về cho mấy cụ đó. Chiều xuống về là quá đẹp luôn rồi mà không thấy đâu ta. Bầy khác vô coi. Ôi hết bầy này mày kia. Ô con này ui ở theo hai con sau nữa, hai ba con đi chung nhau à. Cái này mày câu hai ba lửa là dính. Ờ con này bự này đó, chiều rồi giờ những con bự này nó vô này. Con này là trên 1 kg á. Câu những con này kéo mới đã này. Phê này. Cá này câu được ca cá mà câu được ký hơn ký là bự lắm cái loại này. Chiều xuống là tối xuống nó sầm sầm. Ôi trời. Bầy cá bự. Đây này, bầy cá bự. Vô. Bầy này bự không à. Bầy ký ký ký. Đã không nè. Cần này yếu xíu, yếu, cần nhỏ xíu, kéo đâu có gãy nổi ha. Không, cong luôn, đâu có gãy nổi đâu. Nhấc lên luôn. Cá này ký mấy này. Bự cái vô bảy cá bự này. Này mình còn cái lưỡi cuối cùng gỡ bầy bạ cái nó gãy luôn là không có luôn, không có xài nữa. Đồ gì đâu mà tức ghê, cái ma Trung Quốc làm, ma Trung Quốc làm bán cái đồ què không. Cái cả trên ký hai con có nạp ký trở lên thôi. Mm.
dính này. Đó là gì vậy? Nó đổi qua đổi lại. Bây giờ mặt sẫm tối cho cái mồi này sáng hơn. Nó ăn nhiều lúc nó ăn mồi này chút xíu nó không chịu ăn đâu, mình đổi. Giờ em thấy mấy mồi trắng này sẽ mồi đúng mồi. Mồi cá ở cái hồ này nó giống kiểu này nè. Em nằm dưới đây mình câu hoài, cái mồi kia nó không chịu ăn nữa. Giờ tối xuống thì nó hay vô sát bờ. Đi dọc theo cái bờ đá này bắt mồi á. Lúc mình ném thử sát sát dọc bờ đá này thử nó có đi sát dọc bờ nào đó. Con này hơi nhỏ. Đây lấy cửa nào lấy cũng được ấy, nhưng mà mình thấy nhiều quá rồi nhỏ. Đấy. Con này đỡ nè. Rất lượt mồi kìa. Mất dịch. Dính. Sát bờ mà. Mày không ăn mồi kia là đổi qua mồi khác. Xíu. Xíu nước sâu.